Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam cho bà Charlotte Lawson, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của bà trong nhiệm kỳ 2015-2018 trong sự nghiệp phát triển ngành công thương. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chúc mừng đại sứ Charlotte Lawson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch thông qua nhiều chương trình, hoạt động, dự án năng lượng quan trọng. Về phần mình, đại sứ bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã đón tiếp và dành tặng kỷ niệm chương cho bà. Bà cho biết đã nhận thấy Việt Nam rất nhiều sự thay đổi về kinh tế, xã hội, đặc biệt là những ưu tiên mới về vấn đề năng lượng. Dù trên cương vị công tác nào, bà cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Đan Mạch.